này là 5 triệu. Và thầy riêng chân là cũng để lo cho chùa, cho cái ban họ từ họ trình lại để chẳng đi nhiệm. Dạ, dạ. Đó, là những cái chuyện chúng là anh đi làm đây. Hôm qua hôm kia là có liên hệ thì thầy là thuốc rồi này. Sao mà thuốc sẵn đây thì là thiên tình. Nên đây là một bò lên thấy thì hoàn cảnh đây. Dạ, dạ. Cái này là cho gia đình Phật tử mà áo cái áo quần là nó mấy chục bộ đó, ba sáu bộ tính là 3,6 triệu thì là 3,6 triệu. Là bà con là để cho gia đình Phật tử như vậy là dần cho 3,6 triệu thì ông bảo lại cho tôi thấy rồi là cho bảo cho tôi có giờ lại này anh được cái 3,6 triệu Sau khi thăm chùa Sơn Thủy, chúng tôi tranh thủ thời gian đi giúp những người dân nghèo ở vùng này. Chúng tôi đi theo con đường được gọi là Đại Lộ Bắc Nam. Đây là con đường mới được làm nên, chạy dài từ Bắc vô Nam nhưng chưa được hoàn thành. Khi hỏi thăm thì được biết con đường này trước kia chính là đường mòn Hồ Chí Minh, đi dọc theo dải Trường Sơn từ Bắc vào Nam. Sau năm 1975, người ta đã sửa đường mòn Hồ Chí Minh để trở thành Đại Lộ Bắc Nam này. Theo lời kể lại của những người dân địa phương ở đây, vào thời chiến tranh, nơi con đường mà ngày xưa người ta gọi là đường mòn Hồ Chí Minh này đã có rất nhiều người chết. Nếu đem sắp hàng cách 1 mét một người thì xác chết sẽ trải dài từ Bắc vô Nam. Nơi cái xã mà chúng tôi đi đến cũng có cái tên rất là ngộ nghĩnh, xã A Ngo. Nó cũng cùng có chữ A đầu giống như tên của huyện A Lưới. Dân ở đây phần nhiều là những người dân tộc thiểu số, đời sống quanh năm nghèo khổ. Mỗi dân tộc thiểu số họ có ngôn ngữ riêng của họ. Nhiều người trong số họ, nhất là những người già, họ nói tiếng Việt không rành rẽ lắm. Chúng tôi đến thăm gia đình này, nhà cửa đơn sơ và nghèo nàn, vách phên thì đã rách nát. Họ cho biết họ là người dân tộc Tà Ôi. Bên trong căn nhà mà vách phên đã mục rách của họ, ngoài mấy cái giường ngủ và cái tủ bằng gỗ, họ không có cái gì quý giá. Ở đây, người ta không thấy cái tủ lạnh, cái tivi, cái máy cassette hay chiếc xe gắn máy ở trong nhà. Gia đình nào có được chiếc xe đạp cũ kỹ để đi lại xem như là đã quý lắm rồi. Căn nhà nào có được cái nền nhà bằng xi măng xem như là đã khá. Phần nhiều, nền nhà của họ là cái nền đất đầy cát bụi. Cô thôn nữ, người dân tộc Tà Ôi này ra tiếp chuyện với chúng tôi. Mọi người yêu cầu cô nói cảm ơn bằng tiếng Tà Ôi. Cô ấy ngập ngừng hồi lâu rồi không biết dịch hai chữ cảm ơn ra tiếng Tà Ôi như thế nào. Cuối cùng cô ấy nói tiếng Tà Ôi không có chữ cảm ơn, rồi cười ngắt. Có cảm ơn, cảm ơn. Không có tiền cảm ơn. Chúng tôi đến thăm gia đình này. Khi hỏi ra thì mới biết họ là người dân tộc Chàm. Sau khi tặng cho họ một ít tiền, tôi yêu cầu họ nói tiếng Chàm cho nghe, thì họ liền nói một tràng tiếng Chàm, tôi nghe mà chẳng hiểu gì hết. Con, cảm ơn ông làm mừng kia nè, để cho ông bà này mình cho. Cảm ơn thầy, để biết ông nói tiếng của ông. Dạ, đây, mấy tôn là tiếng của mày nghe. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy rồi. Cái đó tiếng Việt hả? Không, là tiếng có thố. Tiếng mấy á? Tiếng như chóc. Ờ, để nó đọc nó đi. Thầy là cái đi thầy tấm mẹ tật cho tao. Cảm ơn thầy, 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 cảm ơn thầ
Đem cái gì đem đây nè. Đem cơm. Đem cái gì? Bà tè là lâu ngày rồi. Nên ba chục năm mẹ là cực khổ này. Lúc nào tiền bạc mà nên cảm đi chào thì là cảm ơn, cảm ơn. Thầy. Nó nói tiếng gì, nói tiếng gì? Tôi á. Mẹ cực khổ. 30 năm rồi. Tiền bạc cực khổ. Bắt tôm. Mẹ. Mẹ chồng mẹ này. Rồi. Năm quẻ chân như này. Mẹ rất cảm ơn đó. Cảm ơn thầy. Nó nói tiếng gì? Nhà cửa cũng có. Rồi mà là cần tết nữa vậy. Bà cô, tiếng Việt tôi biết rồi. Bà mày tỉnh bê tông tiếng là sao ôi. Càng hè là cực khó đi ơi. Ừ, có bị đông sâu. Chà người này ở ruộng nà có bị bố mẹ chồng làm ruộng. Đúng rồi. Có bên cha, có bên quạt. Anh coi mà thố môn bằng trung xã xuống bên đây mình toàn nhà đi làm đưa thầy đi đoàn đưa thầy đi con tạm nhà là anh lưu ý tạm nhà là không tạm nhà là khi mà có hết anh nói cho anh liệt à anh liệt tạm nhà là khi mà có hết rồi có môn anh liệt có nhà bao nhiêu ba năm ngàn người gì dân tộc gì ba bà cô hay tạ ba bà cô mới tạ căn hai nữa tạ căn bà cô cái mỏ căn hai chúng tôi lội bộ giữa trời trưa nắng không xa lắm ở đằng kia là dãy núi Trường Sơn đỉnh núi cao ngất lên đến tận mây và lờ mờ trong sương khói gần hơn một chút người nào đó đang đốt lửa khói lan tỏa lên không và hòa nhập vào với màu trắng của mây trời. Đến với những gia đình dân tộc thiểu số, tuy không hiểu gì, nhưng tôi lại thích nghe họ nói chuyện bằng chính ngôn ngữ riêng của dân tộc họ. 300.000 là nói tiếng ta ôi là sao? Bè của Lâm là 300.000. Bè của Lâm là 300.000. Tiếng ta ôi là chưa là sao? Có ớt chị cha. Ajita, còn 300 ngàn là Pe Golam. Sao nấu cơm ở trên giường vậy? Dạ, thế này hồi là... Hả? Ngày xưa, lúc còn cấp sách đến trường, học qua lịch sử, tôi biết trên mảnh đất Việt Nam có nhiều giống dân sinh sống. Nhưng chúng tôi chưa từng đến nơi họ ở và cũng chưa từng nghe họ nói bằng chính ngôn ngữ của họ. Hôm nay chúng tôi đến đây, tiếp xúc với họ, nghe họ nói chuyện và tìm hiểu về đời sống của họ hiện giờ. Một số gia đình cũng giống như người Việt, gần bên nhà có vài cái ao, có con trâu đang dầm mình dưới nước giữa trời trưa nắng. Có đàn bò đang thẫn thơ gặm cỏ ngoài trời. Ngày xưa, những người dân tộc thiểu số ở Việt Nam, họ sống theo lối du canh du cư, nghĩa là họ luôn luôn dời chỗ ở và gắn liền với núi rừng. Họ không ở nơi nào cố định và chẳng ở lâu nơi đâu. Ngày nay, họ đã tiếp cận nhiều với giống dân người Việt, mà ở Việt Nam người ta gọi là người Kinh. Hầu hết, người dân tộc thiểu số họ đã định cư một chỗ, không như thời ông bà của họ. Nếu ở Úc, người ta công nhận những người thổ dân là chủ nhân ông thực sự của nước Úc, thì ở Việt Nam, mỗi nhóm dân tộc thiểu số ở mỗi miền, mỗi vùng, họ cũng chính là chủ nhân ông thực sự trên mảnh đất quê hương mà họ đang sống, những mảnh đất mà sau này được gộp chung lại thành đất nước Việt Nam. Sống ở đây với ai? Chồng ông đâu rồi? Nói tiếng Việt giỏi hả? Cái nhà này mới sập lên lại hả? Dạ.